Hello mọi người, mình sẽ phải chuẩn bị đi lấy hàng mình đặt trên Tiki đây. Không có to như vậy đâu. Bây giờ thì các bạn hãy cùng chiêm ngưỡng cái món đầu là như thế nào nhỉ? Đây chính là cái chân của nó đó, mình vẫn chưa nói cho người biết nha, chân khá là hay nhé các bạn. Đó, tuy là mình đã đẩy nó xuống hết cỡ mà nó vẫn có thể đẩy lên đẩy xuống được nha, rất là hay luôn đó. Đó, thì rất chắc chắn. Và đây là cái mà mình thấy là rất là bực. Bên Tiki họ đóng gói mình cảm thấy rất an tâm. Và nó đây, mình sẽ lắp ráp cho các bạn xem, các bạn này. Đấy, sẽ đoán được, các bạn sẽ biết được cái món đồ này là cái gì mình. Đây, và đây chính là một cái chiếc giá, cái kệ để cái sách nhạc rồi hát đó các bạn, như thế này này. Đó, ta có cái miếng miếng kẹp luôn. Đó, có hai miếng kẹp nữa rồi. Ok.
độ cái bền bỉ, thấy rất là chắc chắn, rất là bền. Rồi thiết kế một cái màu đen thấy rất là đẹp mắt luôn. Các bạn biết tại sao mình lại mua cái này phải không? Đó là vì mình dùng cái mình đánh đàn đó, đó thì, để sách trên này để khi mà mình vừa xem lời mình vừa xem nốt thì mình tiện hơn. Với lại mình đặt đàn ở đó, gian mà mình đặt hàng á, là vào thứ hai hôm nay là thứ 2, thứ 3, thứ 4 về là 3 ngày, 3 ngày là tới hạn, rất là nhanh. Cái cảnh mà đoạn mà mình mà gặp anh shipper nhận hàng về á, mình không có quay lại cho các bạn xem bởi vì là mình thấy hơi ngại. Với lại trước đó là một cái quán cơm rồi, đường lớn đó, xung quanh nhiều người thấy hơi ngại nên mình không có quay. Và cái món này thì mình mua ở trên Tiki như mình đã nói cái đầu video đó, và mình đã thanh toán trước rồi cho nên là khi mà nhận hàng á, thì anh shipper người ta là món hàng không đồng. Rồi mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi hết cái video này của mình. Các bạn quên mình like rồi nhớ subscribe kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nha, và các bạn nhớ ấn vào nút chuông nữa.